Anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh Tajaba.com. Thì anh em cũng biết những cái chiếc xe máy hoặc là những cái chiếc xe ô tô hay là những cái thiết bị trong gia đình anh em thì càng ngày nó càng thông minh. Lúc trước á, thì anh em cần phải sử dụng những cái chiếc chìa khóa để anh em tra vô anh em mở. Còn thời điểm bây giờ, anh em có thể sử dụng smartphone hoặc là những cái remote như vậy. Đây là một cái remote dành cho xe Yamaha, những cái xe mà nó có match key. Thì những cái xe của Honda thì bây giờ nó cũng có match key như vậy, hoặc là những cái chiếc xe hơi. Thậm chí anh em sử dụng những cái chiếc laptop thì nó cũng cần có những cái chuyên pin CMOS để nó hoạt động, nó lưu trữ lại cái thông tin. Khi mà anh em mở lên thì cái ngày giờ nó hoạt động chính xác, hoặc là những cái đồng hồ treo tường, hoặc là những cái remote điều khiển bấm những cái thiết bị trong gia đình anh em mà nó có thiết kế nhỏ gọn thì nó phải sử dụng những cái viên pin CMOS. Lúc trước á thì mình có giới thiệu cho anh em những cái viên pin CMOS giá cực kỳ rẻ, 5 viên giá đâu đó tầm khoảng cỡ 10.000, một viên khoảng 2.000. Nhưng mà qua một thời gian mình sử dụng á thì mình thấy những cái viên pin CMOS này cái chất lượng của nó không được cao, có nghĩa là cái dung lượng pin lưu trữ trong cái viên pin nó thấp, nên cái việc mà anh em sử dụng trong một cái khoảng thời gian thì nó sẽ nhanh hết pin và cái độ ổn định nó không được cao. Và mình sử dụng đâu đó tầm khoảng 1 tháng hoặc 2 tháng thì mình phải thay một cái viên pin mới. Cái điều đó làm mình mất thời gian hơn. Thì trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái pin CMOS của Panasonic họ sản xuất. Anh em biết á, Panasonic là một cái đơn vị mà họ sản xuất về năng lượng thì nó rất là cao cấp trên thị trường. Những cái viên pin 18650 hoặc là những cái viên pin CMOS như vậy, hay là những cái pin sạc lại thì nó rất là nổi tiếng à. Nên khi mà anh em mua từ cái hãng Panasonic đến từ Nhật Bản này thì anh em cũng yên tâm. Thì trong video này mình cũng đã mua về một cái dĩ gồm 5 viên pin Panasonic có cái mã là CG2025. Đó là cái mã pin dành sử dụng cho những cái remote ha, điều khiển để anh em mua về anh em sử dụng. Với 5 viên pin này thì mình mua giá của nó cũng khá là rẻ, khoảng 60.000 đổ lại cho 5 viên pin này thôi. Dĩ chi một viên thì nó khoảng là 11.000, nhưng mà pin Panasonic thì nó sẽ chất lượng hơn ha, cái thời gian lưu trữ nó nhiều hơn và khi mà sử dụng thì nó sẽ không bị chảy, và cái công nghệ của nó cũng tiên tiến, nó sẽ không bị chảy nhựa ra, nghĩa là chảy cái dịch bên trong ra làm hư cái thiết bị của anh em. Bây giờ mình sẽ tháo ra ha. Cái này mình mua giá của nó đâu phí vận chuyển luôn là 70 mấy ngàn anh em, nhưng mà mình trả rồi nên nó để là không đồng nè, mình thanh toán rồi bằng thẻ ngân hàng. Đóng gói thì đơn giản thôi, pin mà đâu có càng phải hộp gì đâu, đóng gói bằng túi xi măng. Trên anh tèn đầy rất là ok đấy. Thì pin Panasonic thì khi mà anh em mua về thì nó sẽ có phân biệt rất là nhiều cái mã. Anh em mua thì anh em cần xem cái viên pin mà anh em đang sử dụng đó là mã gì ha. Khi mà anh em muốn thay thế thì cái việc đầu tiên là anh em mở ra, anh em xem cái viên pin của anh em cái mã nào thì anh em sẽ đặt đúng cái mã đó để về. Thì nó rất là nhiều mã, CG1602, CG1220, CG1632, nói chung là tùm lum hết. Anh em cần phải tìm đúng cái mã để mua về sử dụng cho nó chính xác ha. 5 viên pin này nếu mà anh em sử dụng cho một cái remote này á, tầm khoảng cỡ 3 năm là chuyện bình thường. Một cái viên pin sử dụng khoảng đâu đó hơn 6 tháng anh em mới thay. Lúc trước mình mua thì nó cũng lắp cho mình một viên pin dường như là cũng Panasonic hay sao á. Mình về mình sử dụng khoảng 6 đến 7 tháng thì mình mới thay. Một cái viên pin này nè, anh em ra tiệm đồng hồ nó sẽ thay cho anh em giá là 50.000, nhưng mà đâu cần thiết, bỏ ra khoảng 5 mấy ngàn thôi. Anh em mua về là anh em có thể tự động thay. Với những cái viên pin Panasonic thì họ đã sản xuất thành lập từ năm 1918 rồi ha, rất là nổi tiếng về những cái viên pin của họ. Thì nó sẽ sử dụng được cho những cái máy trợ thính, hoặc là những cái máy tính, hoặc là thậm chí những cái mảnh hay là chìa khóa xe hàng ngày. Thì bây giờ mình sẽ mở ra. Đối với cái thiết bị remote của mình thì cực kỳ dễ mở luôn. Nó có một cái phần nè, anh em cứ tách vô phần này là ra. Mình bữa mình có móng tay mình tách dễ, bữa nay tách hơi khó. Những cái viên pin giá rẻ trên thị trường á, lúc trước mình cũng đã review cho anh em rồi, nhưng mà sử dụng một thời gian á thì nó bị kiểu như là cái dung lượng pin nó không ổn định á, xài nó cứ giật á, nên mình quyết định là đổi sang sử dụng pin Panasonic luôn. Đây cũng là cái viên pin, đây cái mã là CG2032, thì mình mua đúng cái mã này được ha. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần để anh em lấy pin ra nè, anh em cứ cài lên là được. Và đây là cái viên pin Panasonic ha, thì nó sẽ in với cái phần in của nó thì nó sẽ đậm xuống luôn, đây chữ Panasonic luôn, 3V, made in Indonesia. Và cái viên pin này mình mua nè thì nó đến từ China thôi. Một cái viên pin này khá là rẻ, và khi mà cầm hai viên pin này lên á thì cái viên pin Panasonic á với cái viên pin này nè, vì cái trọng lượng của nó cũng na ná nha thôi, nhưng mà viên pin Panasonic thì cái chất lượng nó lại hoàn thiện tốt hơn. Về phần bên ngoài của nó thì nó làm bằng cái hộp kim, nhìn nó cũng khác hơn nè, một cái thì kiểu đục đục á, cái thì nó sáng hơn.
cái phanh Oceanic thì nó kêu đục đục hơn ha. Thì bây giờ mình sẽ lắp vào ha. Đây, anh em lắp vậy thôi. Bất cứ một cái remote nào thì cái việc mà thay pin thì nó đều rất là dễ dàng, nên khi mà anh em muốn tự mua về và anh em thay thì nó sẽ tiết kiệm hơn cho anh em khá là nhiều ha. Nó có một con led nhỏ ở đây. Đó, cháy. Vậy viên pin này thì mình sẽ bỏ, mình sử dụng cái viên pin này. Thì với giá tầm khoảng 60.000 cho đâu đó tầm khoảng cỡ 5 viên pin này thì anh em sử dụng đâu đó tầm khoảng cỡ 5 năm, tại vì cái viên pin này thời gian sử dụng lên đến 5 năm và cái thời gian sử dụng nó có để đây. Ha. Là cái sản phẩm này mới sản xuất rồi hồi tháng 10 năm 2020 và thời hạn sử dụng đến tháng 9 năm 2025. Trong cái khoảng thời gian này thì anh em sẽ sử dụng với 5 viên pin này cho một cái remote. Thì khoảng tầm khoảng 6 tháng đến 5 thì nếu mà anh em ít xài á thì khoảng 1 năm, còn nếu mà xài nhiều thì khoảng 6 tháng ha. Tại vì lúc mình chạy thì mình lúc luôn luôn cho cái chìa khóa này hoạt động á. Và cái viên pin này thì nó cũng có cái tem phân phối nhập khẩu đàng hoàng, mình mua từ cái gian hàng phân phối chính thức của Panasonic. Về phần link mua cái sản phẩm này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video ha. Hoặc phần ghi mình lượng thì anh em có thể bấm vào tham khảo và mua. Thì cái shop này họ bán đến mười mấy ngàn đơn hàng rồi, nên em cũng yên tâm về cái chất lượng và cái sản phẩm của họ đang kinh doanh ha. Mình cũng sẽ để link trên Lazada, Shopee, anh em xem bên nào thích hợp giá rẻ thì anh em có thể mua ha. Nếu mà anh em cảm thấy video này hay thì sao, nhấn like, share cũng giống như là subscribe kênh Ta Cho Ba Chấm Cùng của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye anh em, bye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.